Wow, đây là một chiếc xe container chở rất là nhiều ô tô con các bạn ơi. Đây mình phát hiện có 4 cái này, 1, 2, 3, 4, bây giờ chúng ta hãy coi nha. Để mình bật thử lên nha. Wow, cái xe này có nhạc, có đèn các bạn ơi, để mình xem nó có chạy được không nha. Wow, chạy thế nào? Wow, chạy rất là ngon các bạn ơi, bị kẹt rồi. Chạy nào, thôi chạy đi. Đó. Anh khổng lồ xanh này nhìn rất là gân guốc và cơ bắp nha các bạn. Wow, nhưng mà anh bữa nay sao lại mặc cái quần đùi rách thế này. Rồi, ok, chờ cho anh đứng đây đi. Khủng long này, xe đầu khủng long đang chở rất nhiều con vật. Mình cũng khui ra luôn cho các bạn coi nha. Nào, mở ra nào. Ôi, hồi nãy mình gặp anh siêu nhân nhện bên kia nha. Sao anh đã phóng xe qua tới đây rồi. Ok, rồi giờ mình cho anh này chạy luôn nha. Đó, siêu nhân nhện, đi thôi nào. Win. Wow, các bạn ơi, mình phát hiện ở đây có rất nhiều những chiếc xe đồ chơi này. Chúng ta hãy dừng lại và cùng nhau chơi nha. Rồi. Đây các bạn ơi, ở đây có rất là nhiều đồ chơi này. Đây có những chiếc xe chở ô tô rất là đẹp luôn các bạn ạ. Wow, có 3 chiếc xe tải hay là xe container chở ô tô nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá từng cái nha. Ok, đây, đầu tiên chúng ta hãy coi cái này đi. Wow, đây là một chiếc xe container chở rất là nhiều ô tô con các bạn ơi. Đây mình phát hiện có 4 cái này, 1, 2, 3, 4. Bây giờ chúng ta hãy coi nha. Đây là xe gì đây? Wow, đây là một chiếc xe police. Rất là đẹp luôn này các bạn. Xe police màu trắng này. Có số hotline là 110. Ok, bây giờ cho xe police nằm đây nha. Đây, cái xe thứ hai là xe gì đây các bạn ơi? Đây là một chiếc xe school bus. Đây là xe bus chở học sinh. Ồ, nhưng mà nhìn giống một chiếc xe hơi các bạn ạ. Màu vàng rất là đẹp luôn. Ok, rồi, cho nằm đây đi. Wow, trong này mình thấy còn 2 cái này. Bây giờ mình sẽ mở ra, chúng ta cùng coi luôn nha. Đây, hạ cái thang này xuống nào. Rồi, cho 2 cái xe xuống nha các bạn ơi. Rồi, đây là một chiếc xe gì nữa đây? Đây là một chiếc xe màu đỏ nha các bạn. Một chiếc xe hơi màu đỏ này, có chữ fire. Này, chắc là một cái xe dòng xe cứu hỏa. Ok, rồi, cho xe nằm đây đi. Tiếp theo và một chiếc cuối cùng này các bạn ơi. Đây là chiếc xe gì? Wow, một chiếc xe hơi màu trắng. Có chữ gì đây? Ambulance. Xe này là xe cứu thương nha các bạn. Rồi, đây đã có 4 cái xe này rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ cho 4 cái xe này chạy luôn nha. Rồi, chạy thế nào? Ui, xe này chạy chậm quá các bạn ơi. Tiếp theo, xe này chạy luôn. Xe này bị hư rồi các bạn ơi. Không có chạy nha. Rồi, xe màu đỏ chạy nào. Wow, xe màu trắng chạy luôn. Wow. À, còn đây là cái xe container chở ô tô này các bạn ơi. À, cái này nó hạ được luôn nha. Rất là đẹp luôn. Này nó có cái cabin màu đỏ này, nhìn rất là ngầu các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho xe container này chạy nha. Và đây còn một chiếc xe chở rất là nhiều xe đồ chơi này các bạn. Bây giờ chúng ta hãy khám phá tiếp cái xe này nha. Đây, xe này cũng chở 4 cái xe này các bạn ơi. 1, 2 này, 3, 4 này. 2 cái bên trên, 2 cái phía dưới nha. Xe này là xe chở dòng xe xây dựng nha các bạn ơi. Đây là một chiếc xe gì đấy các bạn ơi. Xe này thì nó có chiếc trạc này, dòng tải nhưng không phải xe tải các bạn ạ. Đây là một chiếc xe máy xúc của ô tô máy xúc. Ok, rất là đẹp luôn. Rồi, cho xe máy xúc nằm đây đi. Đây, tiếp theo là một chiếc xe gì nữa đây các bạn ơi. Wow, một chiếc xe màu vàng này. Đây là xe máy xúc lật nha. Đây nó có cái gầu xúc lật này. Rất là đẹp. Ok. À, bên trong này còn 2 cái này. Bây giờ mình cũng mở cái nắp sau ra nha. Wow, xuống thôi. Xuống thế nào. Rồi, ok. Đây là một chiếc xe ủi nha. Ủi nó có cái lưỡi ủi hình chữ V này. Xe này thì hay dùng để ủi tuyết nha các bạn ơi. Ok, rồi cho nằm đây đi. Đây, và một chiếc xe cuối cùng này. Đây là một chiếc xe gì nữa đây các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe nâng nha. Xe nâng hàng, nâng đá, nâng này, nâng kia nha. Ok, rồi. Bây giờ cho nằm đây nha. Mình sẽ cho 4 chiếc xe này chạy luôn nào. Rồi, 4 chiếc xe bắt đầu chạy thôi. Win. Ui, các bạn ơi, mình phát hiện ở đây còn có một chiếc xe tải này. Một chiếc xe tải đang chở một chiếc xe máy xúc nha. Wow, đây một chiếc máy xúc rất là đẹp này. Máy xúc màu vàng nha. Đây có gầu xúc này các bạn ơi. Đấy, xe máy xúc, ô tô máy xúc. Ok, cho máy xúc này chạy nha. Win. Ok, một chiếc xe tải chở máy xúc nha các bạn. Xe này thì có cái cabin màu vàng rất là đẹp luôn.
Ok, đây, cho xe tải chạy luôn. Ở đây thì mình phát hiện có 5 anh em siêu nhân này các bạn ơi. 5 anh em siêu nhân rất là nhiều màu sắc nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá nha. Đây, anh siêu nhân gì đây? Ủa, anh siêu nhân này màu vàng nha, mình không biết tên anh này đâu. Rồi, ok, anh này đứng đây đi. Đây, anh màu đỏ này. Anh màu đỏ thì mình biết nha. Anh này là anh siêu nhân người nhện này. À, anh người nhện này có cái mạng nhện này các bạn ơi. Đây có con nhện này. Hay không? Wow, anh này có cái đèn phát sáng này, hay quá. Ok. Rồi, một anh màu tím. Rồi, anh màu là siêu nhân tím. Siêu nhân tím, mình cũng không biết tên luôn. Bạn nào biết thì comment cho mình biết nha. Rồi, phía sau đây còn có hai anh này. Anh này là anh gì đây? Đây là anh màu đen, anh Batman nha các bạn ơi. Anh người rơi nha. Anh này nhìn rất là đẹp trai. Mình rất là thích anh này nha. Anh này thì có một cái áo choàng màu đen này. Áo choàng màu đen nhìn rất là huyền bí luôn các bạn ạ. Rồi, cho anh đứng ra đi. Đây, và cuối cùng là một anh gì đây các bạn ơi. Anh này có màu xanh này, rất dễ nhận biết nha. Anh khổng lồ xanh này nhìn rất là gân guốc và cơ bắp nha các bạn. Wow, nhưng mà anh bữa nay sao lại mặc cái quần đùi rách thế này. Rồi, ok, rồi cho anh đứng đây đi. Rồi, chúng ta tiếp tục đi chơi thôi các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, mình phát hiện ở đây có rất nhiều những chiếc xe khủng long này. Xe khủng long chở thú các bạn ạ. Đây, mình phát hiện có một chiếc xe này đang dẫn đầu này. Đây là một chiếc xe đầu đàn nha các bạn. Đây, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá chiếc xe này nha. Đây là một chiếc xe trộn bê tông các bạn ơi. Đây là chiếc bồn trộn bê tông này. Wow, xe khủng long trộn bê tông nhìn rất là đẹp luôn. Wow, có cái đầu này các bạn ơi, nhìn ngầu không? Ui, đây nó có một cái nút. Để mình bật thử nó nha. Wow, cái xe này có nhạc, có đèn các bạn ơi. Để mình xem nó chạy được không nha. Wow, chạy thế nào? Wow, chạy rất là ngon các bạn ơi. Kẹt kẹt rồi. Chạy nào. Ôi, chạy đi. Rồi. Wow, rất là hay các bạn ạ. Rồi, chúng ta tiếp tục khám phá những chiếc xe khủng long chở thú này nha. Đây, một chiếc xe đầu thú này. Xe khủng long chở con gì đây? Và cũng chở một con khủng long rất là đẹp các bạn ơi. Rồi, ok. Cái xe này chạy thử nha. Đây, một chiếc xe khủng long chở thú nữa này. À, xe này cũng chở một con khủng long luôn. Và cái xe này nhìn cũng khá là đẹp nha. Ok, chạy luôn. Wow, ở đây còn có hai cái xe chở thú mà có cái lồng rất là to luôn. Đây, có những con gì đang ngồi trên này các bạn ơi. Wow, đây là một con khủng long nha. Khủng long xanh này nhìn rất là đẹp luôn. Ok, rồi xem cái xe này đang chở cái gì các bạn ơi. À, trong này đang chở hai con gì này. Bây giờ mình sẽ mở ra xem nha. Wow, một con gì nhìn rất là dễ thương này các bạn ơi. À, con này thì nhìn giống con cá sấu ấy các bạn ạ. À, giống con cá sấu nha, nhìn rất là đẹp luôn. Ok, rồi nằm đây đi. Rồi, phía sau còn con gì này. Nồi lăn luôn các bạn ơi. Đây, con gì đây? Wow, đây là một con khủng long nha. Ôi, con khủng long này nhìn dễ thương quá các bạn ơi. Ok, rồi, cho nằm đây đi. Đây, phía sau cũng còn một cái xe khủng long nữa này các bạn ơi. Cũng chở rất là nhiều con vật luôn. Đây, trên này cũng có một con khủng long luôn nha. Wow, một con khủng long này nhìn rất là đẹp luôn này. Đây, con khủng long này thì có hai màu nhé các bạn. Ở trên này có màu cam này, ở dưới là màu xanh trời này. Nhìn dễ thương không các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho con khủng long này đi nha. Uinh. Wow, khủng long này rất là nặng đấy các bạn ạ. Rồi, ok. Còn đây là một chiếc xe khủng long này, xe đầu khủng long đang chở rất nhiều con vật. Mình cũng khui ra luôn cho các bạn coi nha. Nào, mở ra nào. Wow, con gì đây? Đây là một con thỏ nha các bạn. Wow, một con thỏ màu trắng này rất là đẹp luôn. Con thỏ này có hai cái tay dài nha. Ok, cho thỏ nhảy nha. Chiu. Con thỏ nó nhảy các bạn ạ. Nên nó không đi đâu, nó đi nó nhảy vậy đó. Ok. Rồi, trong này còn con gì đây? Wow, con gì này các bạn ơi? Con gì màu đen đây? Con này giống một con voi các bạn ơi. Đúng rồi, con voi thì nó có cái vòi dài này, có hai cái sừng nha, và hai cái tai rất là to luôn. Rồi, đó là con voi nha các bạn. Ok, rồi cho bạn voi nằm đây đi. Wow, đây còn bạn gì nữa này. Đây cũng là một bạn voi nha các bạn ơi. Wow, một bạn voi rất là đẹp luôn này. Bạn này cũng có hai cái tai rất là to này. Đây có cái vòi này nhưng mà không có hai cái vờ, không có hai cái sừng nha các bạn. Không có hai cái sừng. Bạn này là một bạn voi con. Ok, rồi voi con nằm đây đi.
Rồi, xe chở thú này, bây giờ mình sẽ cho chạy luôn nha. Không biết nó chạy có mạnh mềm này. Bây giờ chạy luôn thế nào, xe chở thú ơi. Win. Rồi, đi chơi tiếp tục thôi các bạn ơi. Đi thôi nào. Wow, các bạn ơi. Ở đây mình phát hiện cũng có mấy chiếc xe đồ chơi này. À, đây là một chiếc xe ben nha. Đây là một chiếc xe ben chở đất chở cát này. Ủa, xe này đang ướt các bạn ạ. Là cái xe này mới làm việc xong nên rửa về đây nghỉ ngơi thôi. À, đây có một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe máy xúc nha. Xe máy xúc. Wow, xe máy xúc màu vàng này, nhìn đẹp chưa? Xe cộng múc cát. Ok rồi, mình xúc thử nào. Wow. Xe này hoạt động vẫn còn ngon luôn nha. Ok rồi. Cho chạy luôn nào các bạn ơi. Ui, đây mình còn thấy một cái hộp đồ chơi này. Wow, rất là nhiều đồ chơi luôn. Wow, rất là nhiều đồ chơi nhá. Bây giờ mình sẽ coi nào. Đây là chiếc xe gì đấy các bạn ơi? À, đây là một chiếc xe gì mà rất đẹp luôn này. Wow, xe biến hình các bạn ạ. Biến hình này, trong này có một con gì giống con khủng long quá. Ok. Đây, cho xe biến hình chạy nhá. Wow, đây là một chiếc xe gì nhìn rất là màu sắc luôn. Xe này là xe quái vật xe Munter nha. Dòng xe địa hình đấy các bạn ạ. Rồi, chạy nhá. Đây, tiếp theo một chiếc xe gì nữa đây các bạn ơi. Đây là một chiếc xe McQueen nha. Xe McQueen cũng biến hình luôn này. Biến hình. Wow, biến hình thành một chú siêu nhân. Ok, xe McQueen chạy luôn. À, đây là một chiếc xe gì đây? Wow, một chiếc xe mà có anh siêu nhân nhện này. Ôi, hồi nãy mình gặp anh siêu nhân nhện bên kia nha. Sao anh đã phóng xe qua tới đây rồi? Ok, rồi giờ mình cho anh này chạy luôn nha. À, siêu nhân nhện đi thôi nào. Win. À, đây còn chiếc xe gì nữa các bạn ơi? Một chiếc xe bồn trộn bê tông. Và xe bồn trộn bê tông nha. Xe bồn trộn bê tông chạy luôn thế nào. Win. Đây các bạn ơi, mình phát hiện còn có một cái xe gì này. À, xe này nhìn rất là lạ nha. Đây là một chiếc xe máy xúc lật nha. Đây, có cái gầu xúc lật rất là to này các bạn ơi. Rồi, máy xúc lật chạy luôn thôi. Đi thôi nào. Win.